thế giới trong Squid Game vẫn đang tiếp diễn. Một thế hệ người chơi mới đang chuẩn bị. Và có vẻ như không chỉ có người chơi thôi đâu. Này, người chơi 456, dừng lại, tôi đang sinh con ở đây đấy. Tôi cũng vậy mà, bảo vệ luôn ở hàng đầu, cứ đợi đi. Ha, không nhanh như vậy đâu. Dừng lại, người dẫn đầu. Đúng vậy, tôi sẽ đi trước. Vâng, đi đi ạ. À. Vui hả? Bây giờ thì cậu phải chờ lâu hơn đấy. Ốp, ốp, ốp. Đèn đỏ, đèn xanh. 1, 2, 3. Gần xong chưa vậy? Tôi chịu hết nổi rồi. Sinh con là điều rất đặc biệt trong trò chơi bất thường này. Nhưng với người hộ sinh thế này thì mọi em bé đều sẽ được sinh ra đúng giờ. Tôi thành công rồi. Yeah, cuối cùng cũng được. Người thừa kế, mọi thứ ở đây rồi sẽ là của con. Con trai mình sẽ là bảo vệ đỉnh nhất. Con gái của mình sẽ thắng. 18 năm trôi qua, lũ trẻ đã lớn khôn và đi theo bước chân của ba mẹ chúng. Kéo, búa. Đủ rồi. Mẹ, con không muốn làm người canh chừng người chơi nữa. Con cũng muốn chơi mà. Nhưng ông con cũng là bảo vệ mà. Đi mà. Được rồi, đợi ở đây. Mẹ có ý này. Mình không nghĩ là cho thằng bé chơi có vấn đề gì đâu. Lên, lại nữa hả? Thêm một lần nữa thôi. Họ chơi vui thật. Con trai, mẹ mua cho con cái này nè. Là trang phục. Cảm ơn mẹ. Chúc may mắn nha. Chào mọi người, mình tham gia được không? Cậu biết luật không? Biết. Kéo, búa, bao. Ôi, thật là. Ai thua thì sẽ đưa cho người thắng bữa sáng của mình đó. Bảo vệ, chúng ta có người thua cuộc rồi đây. Không, không được đâu, chơi lại đi. Thôi, cũng được. Ha ha ha, mình chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi. Và bây giờ là thời điểm. Đến lúc bắt đầu trò chơi rồi. Đi thôi, chiếc xe nhỏ này có động cơ V6. Bây giờ thì bắt đầu nào. Quẹo. Yeah, vậy mới là lướt chứ. Tuyệt vời, bao nhiêu điểm rồi ta? Là kỷ lục mới của mình. Ôi thần Linh ơi, mẹ à. Thật ra đây là máy tính để giám sát người chơi đấy. Con chỉ muốn chơi một chút thôi mà. Vậy thôi. Yên lặng, số 20 lại đây. Tốt lắm, rất tốt. Con muốn chơi, có đúng không? Mặc trang phục người chơi, rồi vào đi. Nhưng mẹ ơi. Đi đi, ít nhất cũng để con lưu game lại đó chứ. Đi đi, tay đua. Để xem có gì thú vị ở đây nào. Được rồi, mình tự nhận là nó rất dễ nghiện. Lại trễ nữa rồi, cậu ấy đây nè, trông vẫn dị như mọi ngày. Chuẩn bị nhé, mọi người. Đi thôi. Đèn đỏ, đèn xanh. Mọi thứ đang dần tăng nhiệt theo từng giây. Người chơi nào sẽ qua vòng này và tiếp tục cuộc chơi đấy? Úp. 456 cộng 1 bị loại. Có chừng. Wow, bị loại. Có vẻ vòng này kết thúc rồi. Pit không chỉ cứu Nico mà còn cứu cả những người tham gia khác nữa. Bị loại. Bị loại. Wow, trò chơi thứ nhất thành công đấy chứ. Con làm gì vậy? Phá hư búp bê rồi. Nhưng con đã cứu mọi người mà. Cho tới khi người ta làm lại búp bê mới thì con phải đứng canh thay. Nhưng mẹ ơi. Đây rồi, lại tập luyện kiểu này nữa. Chừng nào thì mình mới được cộng điểm vì tới đúng giờ chứ. Ít, bất ngờ thật. Hợp với cậu quá đi. Mình biết chứ. Nào, qua đây. Vâng, với con búp bê như vậy thì người chơi sẽ không bao giờ cần gương. Trò chơi hay nhất mùa. Mình thích quá. Cái gì vậy, búp bê? Con chỉ muốn giúp thôi mà. Nhiệm vụ đây. Kẹo Dalgona. Chúng ta sẽ cắt hình ra. Mẹ biết hết mọi thứ. Mình thật may khi có mẹ. Nhưng mà mình không may mắn với kẹo lắm. Là hình cây dù. Không sao đâu, con yêu. Ngừng nói chuyện. Bắt đầu đi. Đồng hồ đếm giờ rồi. Mẹ của Nico thực sự có rất nhiều kinh nghiệm với trò chơi. Con sao rồi? Tệ lắm. Khó lấy quá đi mất. Ôi, bình tĩnh đi. Đưa cho mẹ nào. Sau nhiều năm dành thời gian chơi trò chơi này, Stephanie đã học ra được cách cắt hình với tốc độ cao và chính xác tuyệt hảo. Và cô cũng học được vài chiêu trò hữu dụng khác nữa. Ta-dan! Bây giờ thì con có thể chơi được đến lúc mùa đông mà không sợ lạnh. Wow, con cảm ơn mẹ. Nhưng còn kẹo thì sao? Thư giãn đi, có một mẹo vặt cho cây dù đó đấy.
Tuyệt thật. Đèn có vẻ cũng đang gặp vấn đề. Mẹ ơi, sao rồi con? Con không lấy ra được. Sao, làm không được hả? Lấy hình ra đi, đừng có mất tập trung. Mẹ giúp con được không? Cầm nè, đừng để người ta thấy. Cảm ơn mẹ. Trông họ buồn cười quá, có gì mà lo dữ vậy? Tốt lắm, Nico. Ôi, lại là Stephanie với đống mẹo vặt. Hả? Người chơi số 1, dừng lại. Ngon quá đi. Biết, con đang làm gì vậy? Không được ăn. Làm gì có hình này? Con thua rồi. Tại sao chứ, mẹ à? Có chuyện gì vậy? Số 6 nói là không có hình này. Số 6, lại đây. Không có hình này hả? Vâng. Cô có thấy hình thắng cuộc không? Giờ thì nhìn cho rõ đi. Đã hiểu chưa hả? Vâng, thưa người dẫn đầu. Đúng vậy. Thôi kệ, mình cố hết sức rồi. He he. Ăn trưa nào. Đồ ăn, mình đói bụng lắm rồi. Đến đây. Không biết có món gì ngon miệng nhỉ? Đây, chúc ăn ngon nha. Ai, chỉ có vậy thôi sao? Như vậy làm sao mà no được? Chịu đấy, miễn phí mà. Mẹ, con đây. Con trai cưng, đói rồi hả? Mẹ có thứ tốt cho con nè. Cảm ơn mẹ. Ăn đi con. Thực đơn hôm nay có gì vậy? Có đồ ăn đặt sẵn cho cháu đây. Wow, đừng quên nước ép nha. Cảm ơn cô. Không cần biết người dẫn đầu nghiêm khắc thế nào, cô không thể để con của mình đói bụng được. Đủ rồi đấy. Đừng có buồn mà. Pit có nhiều đồ ăn ngon quá chừng. Ngon quá. Thật bất công, cho tụi này ăn chung đi. Thôi nào, bình tĩnh đi. Bọn mình muốn ăn bánh quy. Được rồi, mình sẽ chia cho. Tuyết, ai muốn nước ép nào? Thằng bé đang làm cái gì đó? Chơi trò này mà sao tốt bụng vậy? Con trai. Dạ mẹ. Đây là đồ ăn của con thôi. Con làm vậy để người ta đừng quấy nữa. Bây giờ không ai làm phiền rồi, mẹ thấy chưa? Được rồi, đứa con trai tốt tính. Đừng quên ăn đấy. Để khỏe mạnh trong lúc chơi thì con không được quên uống nước để cân bằng cơ thể. Uống đi con gái. Chờ đã. Này, gì vậy? Cậu đi đâu đấy? Mình đói bụng. Dừng lại và đợi đến lượt đi. Dan, nước của con đây nè. Ô, cảm ơn cô tam giác. Pete vẫn quen với việc có được mọi thứ, cho nên cậu hoàn toàn không quen với việc phải xếp hàng. Nước rất tốt, nhưng giờ mình muốn uống một ly cappuccino. Ôi, tội nghiệp con trai tôi. Nó đang khát kìa. Số 6, lấy cho con trai tôi một bình nước. Hơi tổn thương đó. Họ đem gì cho mình vậy? Ồ, wow. Thật tốt khi là con trai của người dẫn đầu nhỉ. Hít quả là cậu bé may mắn. Có người chơi nào được uống nước vàng đâu. Người chơi, cố lên. Trò tiếp theo là viên bi. Người số 1, đừng có tự sướng nữa. Ô, dạ con biết rồi. Con tập trung vào trò chơi này nha. Lấy túi đi nè. Cảm ơn, hưng phấn quá đi. Mình thích trò này. Mẹ của Nico đã chơi trò này nhiều đến nỗi không đếm được số lần. Chúng ta phải chơi đến lúc có người nhận được hết bi hả? Ừ, bắt đầu thôi. Này, biết, mẹ con gửi cho con nè. Mỗi người chơi có một túi, nhưng con thì có hai. Không, con muốn chơi giống như người khác. Người dẫn đầu, Pete không chịu nhận túi thứ hai. Con mở mắt được chưa? Có hai viên bi. Sai rồi, ha ha ha. Hai, đã chắc chưa? Có nên đoán lần nữa không ta? Tất cả viên bi còn lại của Nico đang ở đây. Lấy đi nè. Hả, tại sao? Vậy thì con chắc chắn sẽ thắng. Mẹ nói thật sao? Nhưng con không cần chiến thắng như vậy. Con muốn chơi công bằng. Đến lúc con phải đối mặt rồi. Con không muốn nói dối và ăn gian người khác nữa. Mình cũng vậy, mình không muốn lừa người khác. Mọi người, mình nghĩ ra thứ gì đó khác đi. Mình có ý này. Chơi kéo co đi. Thành thật và sự thật, đó là thứ chúng mình sẽ dùng. Lên nào. Nếu mình thắng trò kéo co, mình sẽ tự mở trò này luôn. Ừ, vậy đi. Và chúng ta làm tất cả để chúng hạnh phúc. Chúng ta phải để mọi thứ quay trở về vị trí vốn có của nó. Đúng vậy. Ouch, trò chơi bắt đầu rồi. Kéo nào. Nào các cô, cùng nhau nào. Mọi người, giữ chặt nha. Đừng bỏ cuộc.
Hãy giải quyết nó ngay bây giờ. Chúng ta muốn chơi công bằng thì sẽ chơi công bằng. Chưa từng có một trận đấu nào như thế này trong Squid Game. Xin chào, bạn nghĩ ai sẽ là người chiến thắng? Bọn trẻ đã trưởng thành và muốn tự lập, hay là ba mẹ của chúng, những người muốn chăm sóc con cái của mình? Để lại câu trả lời dưới phần bình luận của video này nha. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và ấn vào chuông thông báo. Chào tạm biệt.